Đến huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, đi đâu cũng gặp quế. Quế được trồng ở 27 trên 27 xã, thị trấn của huyện. Đến hết năm 2018, tổng diện tích trồng quế ước đạt 40.019 ha, chiếm 28% diện tích đất toàn huyện. Để có được độ phủ rộng lớn như ngày hôm nay, cây quế đã xuất hiện và nên duyên với thổ nhưỡng, khí hậu tại vùng Văn Yên từ hàng trăm năm trước. Xuất phát từ thời các cụ cách đây khoảng 200 năm, thì theo các cụ kể lại là ngày xưa có cụ Bàn Phú Sáu, thì là một người rất là khỏe mạnh, tinh thông. Một hôm cụ vào rừng, cụ nhìn thấy một cái cây, thấy chim nó ăn, thấy một số lá rụng xuống, cụ bẻ ăn thấy ngọt, cay cay, thơm. Thì cụ mới đoán rằng cái cây này là một cái cây tốt. Sau đó thì cụ mới tìm, cụ nhổ được 3 cây. Về thì do cái canh tác không tốt, thế là chết mất 2 cây. Thế còn một cây thì cụ chăm sóc, thì sau đó mọc hạt thì cụ để lại cho bà con dân làng. Ngày xưa thì không gọi là cây quế, mà gọi là cây quý. Thì sau đây thì cụ đã đi hỏi han thì sang Trung Quốc thì cụ biết là đây là một cái vị thuốc quý. Từ hạt quế cụ ươm lên cụ để lại cho toàn thể bà con ở Viễn Sơn này chúng tôi trồng để phát triển. Viễn Sơn riêng và huyện Văn Yên nói chung phát triển ra một cái vùng quế lớn mạnh như ngày hôm nay. Nằm ở phía bắc của tỉnh Yên Bái, với đặc điểm địa hình đồi núi cao và khí hậu thuận lợi cho cây quế phát triển, huyện Văn Yên đã là vùng quế được phát triển từ lâu đời. Tại nơi đây, chúng ta có thể bắt gặp được ở khắp mọi nơi vì nó gắn liền với đời sống của người dân. Quế, một loại cây kinh tế giúp cho bà con xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Không những chỉ có vậy, quế còn là một hình ảnh nét đẹp về văn hóa. Lễ hội quế được tổ chức hàng năm là minh chứng cho tình yêu và khát vọng của người dân nơi đây dành cho cây quế quê hương mình. Lễ hội quế Văn Yên lần thứ 3 năm 2019 do Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tổ chức đã diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 10 năm 2019 tại sân vận động trung tâm huyện với chủ đề Quế Văn Yên khát vọng vươn xa, góp phần quảng bá thương hiệu quế Văn Yên đến với các doanh nghiệp, bạn bè trong và ngoài nước, đồng thời xúc tiến các hoạt động thương mại đầu tư trong các hoạt động trồng, chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ quế Văn Yên. Rất vinh dự được tham dự lễ hội cũng như là được tham quan những cái vùng nguyên liệu xanh ngát bạt ngàn từ quế, và nơi đâu cũng nhìn thấy quế và các sản phẩm làm ra từ quế. Với cương vị là một thành viên của Hiệp hội Tinh dầu Thế giới, Hà rất mong muốn được kết nối với các doanh nghiệp sản xuất tinh dầu trong và ngoài nước, đặc biệt là những sản phẩm từ quế của Văn Yên, để chúng tôi khát vọng mong muốn được đưa ra thế giới, giới thiệu với bạn bè quốc tế về những sản phẩm đặc biệt của Việt Nam với thương hiệu tinh dầu thiên nhiên Made in Việt Nam. Trên địa bàn huyện có hàng trăm cơ sở thu mua, cơ sở sản phẩm vỏ quế, sơ chế sản phẩm vỏ quế. Các sản phẩm quế được chế biến từ vỏ quế như quế kẹp số 3, quế khâu, quế chẻ, quế bào ống điếu, quế khúc, quế thuốc lá, quế bột. Các sản phẩm đồ thủ công mỹ nghệ từ vỏ quế. Tại đây còn có 38 cơ sở sản xuất chân cất tinh dầu quế, trong đó có 11 nhà máy có dây chuyền sản xuất quy mô lớn và 27 hộ tư nhân nấu và chân cất thủ công. Sản lượng dầu quế trung bình đạt trên 300 tấn trên một năm. Cây quế Văn Yên được Cục Sở hữu Trí tuệ Khoa học Công nghệ cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý, là cơ sở để phát huy giá trị của cây quế, tạo nên thương hiệu, niềm tự hào cho người dân đất quế.